Ngày 27 tháng 10, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn Ban cán sự Đảng cấp tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện các cơ quan đơn vị liên quan. Dự thảo quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn Ban cán sự đảng cấp tỉnh bao gồm 4 chương 16 điều. Đây là quy định quan trọng và là lần đầu tiên ban bí thư chỉ đạo xây dựng trình ban bí thư ban hành quy định đầy đủ, hoàn chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đảng đoàn ban cán sự đảng cấp tỉnh. Trước đó quy định này đã được nghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các cơ quan đảng trung ương. Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh cơ bản đồng tình nhất trí với cơ cấu, nội dung và ý nghĩa quan trọng của dự thảo đồng thời đóng góp một số ý kiến vào dự thảo về kết cấu và bố cục của quy định nội dung cụ thể về nhiệm vụ của đảng đoàn ban cán sự đảng cấp tỉnh cơ cấu thành viên đảng đoàn ban cán sự đảng cấp tỉnh ban tổ chức trung ương đánh giá cao các ý kiến góp ý tâm huyết trách nhiệm thực tiễn của các đại biểu dự hội nghị đồng thời đề nghị các địa phương sớm gửi ý kiến đóng góp về tổ soạn thảo trên cơ sở đó tổ soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu sớm hoàn thiện dự thảo để trình ban bí thư trong thời gian tới